Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là mùng 10 âm rồi. Đó. Hôm nay anh em tiếp tục đi chở cát đây anh em ạ, chở sỏi nha anh em. Đúng. Đây. Chở tầm 2 khối thôi anh em ạ. Không chở được nhiều nha anh em. Đấy. Con xe Gara Đông Xuân nhé. Anh em nào có nhu cầu làm xe thì hãy liên hệ theo cái số nhé. 09 0935 66226 nha anh em. Đó. Đây nha, còn hai con đằng sau này nữa anh em. Đấy. Con này là con của cơ khí chế tạo anh hùng nha anh em. Đấy. Hôm nay toàn đi chở cát nha anh em. Được. À, cà phê hả? Đấy. Toàn chở hai khối, hai khối. Công lao anh hùng đây anh em. Mẫu mới của Gra Đông Xuân nha anh em. Đấy, lốp đôi nha anh em. Rất là đẹp luôn. Mới răng đông 30 nên là cho anh em xem luôn đấy. Đấy. Anh em nào có nhu cầu chở gì gần đây anh em cứ liên hệ theo số này nha anh em. Hello. Biết được. Cú hết tỷ lùi thằng tỉnh xuống đôn thêm tí. Thằng tí anh một con hết tí tiền. Hết tí bài đi. Chia nhau đi. Ba anh em chia nhau một tí. Chia nhau một tí, em lùi xuống cũng được này. Em cũng ít ít một tí. Tẩy xe hai khối rồi, ôi trời ơi luôn. Cho lên đi, cho lên gần đời xong hàng 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 kết đấy, hàng đóng bừng. Bây giờ như này đang hơn nửa xe tí thôi đấy. Khả năng hết đấy, cái này cũng mỏng lắm rồi. Đóng vào thì lại xúc lên cao. Xúc 1 mét dưới xem dưới xúc lắm à. Cứ xúc để trên bên trên kia cao vào lát nữa đóng bưởng xong thì hắn hắn san về đang đi một tí nhá. Nó bữa hiu khát tham. Này hi mẹ hai kia có. Giống là kiểu mới có mới như là. Ai ba phi ô. Ba phi ô. Ba phi nam ô. Mấy hai chị nhớ có không?